có thể nói rằng nhà nước cộng sản việt nam hiện nay là một tập đoàn tội phạm tham nhũng những tội lỗi do họ gây ra từ nhiệm kỳ trước hay hiện nay thì tất cả đều nằm dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của đảng cộng sản việt nam vũ thiếu tướng cục trưởng cục phòng chống tội phạm công nghệ cao nguyễn thanh hóa lại là chùm bảo kê cho đường dây đánh bạc xuyên quốc gia thu lợi hàng chục ngàn tỷ đồng đang làm rung động dư luận xã hội điều đáng nói đó không phải là chuyện bắt hai tướng công an là trung tướng phan văn vĩnh và thiếu tướng nguyễn thanh hóa cục trưởng cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao hay chuyện văn phòng của ổ cơ bạc này lại được người ta đặt ngay trong trụ sở của bộ công an biến bộ công an là một cơ quan chuyên trách chấn áp tội phạm để bảo vệ trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia bỗng trở thành ồ chứa chấp bọn tội phạm xuyên quốc gia mà điều quan trọng nhất trong vụ việc này là chỉ trong một vài ngày tới đây bộ công an sẽ thực hiện quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với cựu viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội phạm quang nghị trong chiến dịch đốt lò này ông nguyễn phú trọng đã dám hạ núc ao ủy viên Bộ Chính trị Đình là Thăng và cũng dám lôi cổ hai vị tướng cảnh sát là Trung tướng Phan Văn Vĩnh và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, tống vào lò. Không những thế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn dám sờ gáy cựu Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị. Tin cho hay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ thị cho Bộ Công an khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để truy tố ông Phạm Quang Nghị bố vợ của bị can Nguyễn Văn Dương là cựu ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng thời cũng là một chiến hữu thân cận cũ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thời ông Trọng còn là Bí thư Thành ủy Hà Nội với tội danh tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Chuyện cũ liên quan đến ông Phạm Hoàng Kỵ cũng cần được nhắc lại, đó là việc ba ngày trước Đại hội 12 mở màn ngày 16 tháng 1 năm 2016. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã trở về thăm quê với một lực lượng hùng hậu chỉ nhìn thôi là người ta đã thấy khiếp sợ. Lý do để một lực lượng hùng hậu về Cà Mau đơn giản chỉ để dự lễ thể công cái cột cờ, không rõ đã xong chưa. Tưởng rằng với uy thế vô đối này, đại hội 12 sẽ như một bữa tiệc dạo chơi của đồng chí X. Vậy mà kết cục nhận được là một trận thua cay đắng, lấm lưng, trắng bụng. Kèm theo đó là những bí ẩn được giấu trong mỗi cặp hồ sơ tài liệu mà mỗi đại biểu dư đại hội nhận được. Thua thảm, đồng chí đã đau đớn kêu gọi đàn em về làm người tử tế. Nào đâu dễ như vậy. Những đàn em thân tín nhất của Ba Dũng cũng lần lượt bị ông Trọng đút vào lò. Không như đại ca 11 tuổi trốn vô bưng làm cách mạng. Những cậu ấm công tử như Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng đã lần lượt khai hết không những thế họ còn khóc lóc xin bác tổng bí thư nguyễn phú trọng tha tội sẽ còn những ai thì dần dần tới đây cũng sẽ vô lò hết trong tấm hình này người đứng gần nhất ngay sau nguyễn tân dũng là bí thư hà nội thời điểm đó đó là ông phạm quang nghị cũng vì hành động dại dột vì thân thiết với ba dũng quá mức như vậy mà cho đến nay con rể của ông phạm quang nghị là nguyễn văn dương biệt danh là dương phỏ mã đã bị bắt ngày 26 tháng 8 trong vụ tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia. Được biết, Dương Phỏ Mã là một trong số các nhân vật cầm đầu của đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với thu nhập hàng chục triệu đô la Mỹ trong đường dây đánh bạc của các tướng công an Nguyễn Thanh Hóa, Phan Văn Vĩnh. Với thỏa thuận, Phan Sảo Nam và Nguyễn Văn Dương sẽ được hưởng lợi nhuận 40-60. Sau khi trả chi phí, bảo kê đánh bạc cho Bộ Công an thông qua Trung tướng Phan Văn Vĩnh và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, bình quân mỗi tháng khoảng 500.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, Dương và Phan Sào Nam còn phải trung chi cho Phạm Quang Nghị, bố vợ của Nguyễn Văn Dương là cựu viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội mỗi tháng 300.000 đô la Mỹ để ông Nghị dùng trong công việc quan hệ với các bác trên Trung ương. Tuy vậy, trong vòng 2 năm riêng Phan Sảo Nam đã thu được 5,4 triệu đô la Mỹ và Phan Sảo Nam đã nhanh chân chuyển được ra nước ngoài 3,6 triệu đô. Trong số 3,6 triệu đô la Mỹ đó, có tiền của Dương Phò Mã gửi là 800.000, của ông Phạm Quang Nghị cũng gửi kèm 500.000. Riêng tổng thu lợi của Nguyễn Văn Dương, tức Dương Phò Mã, con rể của Phạm Quang Nghị khoảng hơn 3 triệu đô được sử dụng vào việc đầu tư trong việc kinh doanh làm đường cao tốc bot bắc giang lạng sơn cũng phải nói thêm trong giới mafia việt nam hiện nay phạm quang nghị là một chùm có tên tuổi với biệt danh là bố già kiêu hay ông chùm cliu tên này là do các mafia singapore đặt cho ông phạm quang nghị trong một bữa nhậu và phan xảo nam là một thiếu tá của tổng cục tình báo với vai trò y như vũ nhôm là nhận nhiệm vụ làm kinh tài cho Bộ Công an. Riêng Dương Phỏ Mã, con rể của Phạm Quang Nghị không được tướng Bùi Văn Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo tuyển chọn vì trước đây Nguyễn Văn Dương từng có tiền ám lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Gần đây, dư luận xôn xao về việc một trong 13 chiếc xe thu giữ tăng vật vụ án là chiếc xe Mercedes bên của Phạm Quang Nghị sử dụng Nhục nhã thay, chiếc xe bị bắt ngay tại sân gôn Đồng Mô khi Phạm Quang Nghị đi chơi gôn cùng với bạn bè. Cho đến nay, không chỉ tư gia quê nhà của Nghị ở Thanh Hóa, gần đây bỗng dưng xuất hiện nhiều người bán hàng rong, bán trổi, phát lạ. Thực ra, đó là những mật vụ của tướng Lý Anh Dũng đang theo dõi từng hơi thở của Phạm Quang Nghị. Hiện nay, tướng Lý Anh Dũng quyết định bắt Phạm Quang Nghị để truy tìm 1,5 triệu đô la theo lời khai của Nguyễn Văn Dương, Dương Phỏ Mã, cậu con rể thứ hai của Phạm Quang Nghị đã khai với cơ quan điều tra là gửi ông bố vợ cất giấu. Được biết, hồi đầu tháng 8 năm 2017, giữa lúc có tin đồn, công an tỉnh Phú Thọ đã lập chuyên án phá đường dây đánh bạc triệu đô do hai tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa cầm đầu. Khi đó, Phan Sảo Nam đã bỏ trốn ra nước ngoài mang theo 3,6 triệu đô la Mỹ. Số tiền 3,6 triệu đô la Mỹ của Phan Xảo Nam mang được ra nước ngoài với sự giúp sức của Phạm Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom, kiêm Giám đốc Banh Flat trong giới buôn và rửa tiền ở Việt Nam. Không ai không biết Banh Flat thực chất là một tiện ích mafia rửa tiền cho Phan Xảo Nam và các con bạc mà không có ai kiểm soát. Việc móc nối giữa Viettel và Phan Xảo Nam là có. Phan Sảo Nam khi du học ở Hàn Quốc có cây thân với Phan Trung Kiên. Năm 2012, Phan Trung Kiên về nước làm ở Viettel. Cũng cần nói thêm, nhờ có tiền của Phan Sảo Nam cho, nên đến năm 2016, Phan Trung Kiên đã mua được 5 biệt thự cho thuê ở Hà Nội và chạy được liên chức Phó Tổng đốc Telecom, Giám đốc Viettel Telecom kiêm Giám đốc Banh Flat. Theo nhà báo Lưu Trọng Văn đã viết trên trang FB cá nhân của mình về cựu bí thư thành ủy hà nội phạm quang nghị như sau ngài phạm quang nghị khi còn là bộ trưởng bộ văn hóa đã có chút ân oán với tôi ngài nghị cùng ngài hv rất tích cực ra tay tịch thu và đình bản báo nhà báo và công luận cuối tháng do tác giả tổng thầu nội dung chỉ vì ông lưu trọng văn in đoàn hồi ký của lý quý trung kể về sự chủ động của tướng dương văn minh không chống trả quân giải phóng để tránh đổ máu và tan nát sài gòn Tác giả Lưu Trọng Văn có viết lời ca ngợi hành động yêu dân, yêu Sài Gòn của tướng Dương Văn Minh. Sau đó, tác giả Lưu Trọng Văn bị quy kết là một tên thợ báo, đạo đức cách mạng lung tung xòe. Vẫn theo nhà báo Lưu Trọng Văn, truyền một trong 13 chiếc ô tô bị tịch thu trong vụ án siêu cờ bạc sau khi tác giả biết tin ông Phạm Quang Nghị đi chơi gôn thì bị tịch thu ngay tại sân gôn trước bản dân thiên hạ lý do người ta tịch thu xe của ông Phạm Quang Nghị vì chiếc xe ấy là của Nguyễn Văn Dương, con rể của Phạm Quang Nghị và chiếc xe ấy đồng thời là vật chứng của một vụ án từ lợi nhuận tổ chức đánh bạc mà có. Theo tác giả Lưu Trọng Văn, tác giả phải vỗ đùi kế đép để khen ngợi bắt tổng bí thư chịu chơi với kẻ đã từng gần gũi thân thiết, muốn trao ngôi cũng sát ván nếu dính vào đạo đức cách mạng lung tung xòe như vậy có thể nói rằng bộ máy nhà nước ở việt nam hiện nay không phải là chính phủ kiến tạo như ông thủ tướng nguyễn xuân phúc thường que khoang mà đây là một tập đoàn tham nhũng có tổ chức có quy mô rộng lớn trong mọi lĩnh vực của cả nước đó là những sai phạm của tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam pvn đã đút ruột hàng ngàn tỷ tại các dự án do công ty xây lắp dầu khí pvc thực hiện điều đó đã dẫn đến một ủy viên bộ chính trị phải vào tù là của bộ công thương làm cho hàng chục dự án thua lỗ đến trăm ngàn tỷ phải đắp chiếu khiến vũ huy hoàng đang như cán nằm trên thớt sẽ bị bắt bất kỳ lúc nào là bộ giao thông vận tải đã cho chỉ định thầu hàng trăm trạm bot ngang dọc trên mọi miền đất nước để cho các nhóm lợi ích tha hồ lộng hành hút máu dân một cách hợp pháp để đổ tụt vào túi tham vô đáy của bọn chúng. Là bộ tài nguyên và môi trường khi nhắm mắt ký bừa cho Phọc Mô Sa Hà Tĩnh, xa thải ô ạt những chất cực độc ra biển miền Trung, gây nên thảm họa môi trường lớn nhất trong lịch sử nước nhà, để rồi làm cho hàng chục ngàn dân huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh phải tha phương cầu thực, biến mảnh đất Kỳ Anh thành những dây phố tàu đông đúc. Là bộ y tế khi chỉ đeo cho nhân viên dưới quyền gây nên hàng trăm trẻ em chết thương tâm do sự tắc trách của ngành y khi dung túng cho công ty VN Phạc Ma buôn thuốc giả vì bán cắt cổ cho người bệnh nhân nghèo là ngân hàng nhà nước khi để cho hàng loạt cán bộ ngân hàng ăn cắp dễ dàng hàng ngàn tỷ đồng bỏ ra hàng chục ngàn tỷ để mua nợ xấu đem về làm bảo bối đến nay còn y nguyên mà vẫn chưa thu về được đồng nào là ngành kiểm lâm đã phá hecta rừng gỗ quý hiếm trong cả nước Ngoài ra, tại các tỉnh, thành, địa phương từ Bắc chí Nam, hàng loạt người đứng đầu đều được Ủy ban Kiểm tra Trung ương điểm mặt chỉ tên như Phó Chủ tịch Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn, Nguyên Bí Thư tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh, cựu Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phạm Thế Dũng, cựu Bí Thư Bình Định Nguyễn Văn Thiện, cựu Bí Thư Hậu Giang Huỳnh Minh Trắc, vân vân thì một loạt những con sâu đang khoác áo ủy viên trung ương hoặc khoác áo bộ trưởng thứ trưởng này nọ có bị cho là một loạt củi tươi đi nữa để bị ông trọng cho vào lò cũng là một điều dễ hiểu vì chính ông trọng đã từng tuyên bố khi lò đã nóng lên rồi thì củi tươi đưa tư vào cũng phải cháy vậy một câu hỏi cuối cùng đặt ra là liệu ông tổng bí thư nguyễn phú trọng có dám làm điều đó hay không